Đây mới này là mới hái một cây nha, một cây vàng đỏ lộn xộn, cây nhà Lâm Sổ nè. Thì cây này cái sai hoa nó rất là to nha anh chị. Đây để làm lấy cái thước làm đo hoa cho anh chị xem. Này thì cây nhà Sổ, đây sai hoa thì anh chị có thể xem cái sai hoa của nó ha, 7 cm, hoa rất là to nha. Đây thì cái cọng này thì Lâm bán 999k, anh chị nào muốn sưu tầm thì cứ liên hệ Lâm nha. Hoa nó thơm. Đây, Lâm mới lách từ cái kia trên này nè. Đó, kia đây nè. Còn vẫn còn một cây ở trên đây nha. Đó, hôm trước do đem vô nhà thì nó bị rụng hết mấy cái lá giữa do làm vườn á, đem vô trong mát. Đây cái chậu này thì đi hai hướng, bên này thì sổ ra lộn xộn, nghịch lộn xộn, còn bên này thì hôm trước là thuận lộn xộn thì bây giờ có một cái hướng là nghịch lộn xộn đang hoa. 999k, anh chị muốn sưu tầm thì cứ liên hệ Lâm. Cái này chắc bảy mấy sen á. Cộng này là bảy mấy sen nè. Về anh chị cắm vô chậu là xong, bộ rễ rất là khỏe nha. Bộ rễ rất là khỏe, về bỏ vô chậu nữa là ok. Sai hoa to. Đó, sai hoa to, hoa thơm. Anh chị nào muốn sưu tầm thì cứ liên hệ Lâm nha. Cái khung bông nó tròn nha. Khung bông nó tròn. Đó. Cảm ơn chị rất nhiều.